Mến chào cô chú anh chị và các em. Xuống miền Nam California đợt này, ông xã nói để đưa đến cái khu mà mấy cái diễn viên, mấy người giàu ở á, ở gần Hollywood nè. Rồi quay cho bà con cô bác coi luôn ha. Giờ cùng đi với Thảo, một ngày bận rộn nha. Bây giờ là gia đình đi tới Los Angeles. Giờ đi vô Hollywood nè. Vô kinh đô điện ảnh nha. Kẹt xe dữ. Hồi nãy ngoài kia trống lắm. Bữa nay đi sớm, sáng 5 giờ tờ mờ đi. Xuống đây còn sớm, mới mười mấy. Cũng 700 cây số thôi. 700 cây số đó. Cảm ơn anh đẹp trai chở đi xuống nè, để đi Hollywood nè, rồi đi mua cây trồng, rồi đi vườn nữa. Nói chung là đầu năm đi một vòng cho thằng nhỏ đi chơi nữa, chứ cho thằng nhỏ nhà hoài tội nghiệp. Có chiếc xe nhỏ dễ thương đẹp á ha. Xe đó hai người ngồi hả? Thảo nói đường xá ở đây cũng rộng ha. Vô đào thao rồi mà thấy xe chạy cũng bon bon. Này là thứ cuối tuần á. Thứ cuối tuần, động nghe mắc cười không? Trời, bà con cô bác thấy đó, ở dưới đây khu này là downtown của Beverly Hills nè. Kinh sắp tới kinh đô điện ảnh ánh sáng rồi. Xuống đây thì nhà giàu không à. Gia đình Thảo ở miền Bắc California có hơn 100.000 người Việt sinh sống. Ở tiểu bang này cũng lớn lắm. Có khoảng 40 triệu dân hơn á. Rồi giờ đi lái xe 700 cây số đi xuống tới miền Nam California, nơi có hơn 1 triệu người Việt sinh sống, đông lắm. Nhiều khi hỏi nhà của mấy chị, mấy cô, mấy bác quen ở đâu cái nói một nơi á, phải đi một tiếng mới tới cái thành phố này, thành phố khác vậy đó. Còn ở trên miền Bắc á, thì người Việt tập trung có vài thành phố gần nhau, đi gần hơn. Còn dưới đây rộng. Giờ mình đi vô cái khu nhà giàu nha. Tới chưa? Beverly Hills. Nói ông xã chở ra đại lộ danh vọng đi. Hollywood, Wood đó. Ông nói đi cái chỗ này nhà giàu không nè. Chạy một vòng cho bà con cô bác coi. Khu bên đó hả ông xã? Chạy qua đó hả? Ông nói bên kia đường đi vô đó là khu của mấy nhà diễn viên đồ đó, diễn viên tài tử, đạo diễn đồ này kia nọ đó, liên quan đến người thực thứ bảy đó. Bữa nay mình đi chủ nhật. Next right onto South Santa Monica Boulevard, then turn left onto Charleville Boulevard. Đi xuống đây đeo kính cho nhìn thấy ngầu bà con cô bác. Có nhiều bà con cô bác nói Thảo đeo kính nhìn nó được hơn là không đeo kính. Nó đỡ xấu hơn á. Đừng cười quá. Mắt nó không có được bự lắm, đừng cười nhiều. Ông xã nói đi mua nước, cà phê uống cái hả? Vô đây đậu xe mà cũng lấy cái phiếu nữa. Tại vì đông lắm à. Khu Beverly Hills. Sáng đi sớm quá nên ông xã buồn ngủ hoài à. Cái đi mua cà phê nè, cho ổng uống cho tỉnh ngủ. Khi mà đi du lịch đó thì trong các tour
hay là mọi người muốn đi tham quan á, thường đi đến khu này nè, rồi bắt đầu tẻ tẻ ra nhiều nhánh nữa để mình đi tham quan. Chỗ này đi vô có cái chỗ cho mình cái phiếu để đậu xe đó, chỉ cho mấy cái đi vô đây có liên quan đến mấy cái tòa nhà ở đây thôi, chứ không được vô đây đậu xe để mình đi chơi là không được. Xong rồi, giờ mình đi theo anh đẹp trai chở đi thôi. Anh đẹp trai nói đi lại chỗ này đẹp lắm. Ở đây thì gần đây có phim trường, nơi mà để đóng phim á, trước đây còn giờ là khu du lịch đó. Rồi có cái đại lộ danh vọng, có những ngôi sao, tên của những người mà liên quan đến nghệ thuật thứ bảy mà nổi tiếng á, được ghi danh á, trên đại lộ một ngôi sao rất là đẹp. Mình đi chơi đó thì trên cái con đường đó cũng có nhiều cái để tham quan, như mấy cái viện bảo tàng Sáp nè, rồi mấy cái mo rất là đẹp. Còn đây là khu nhà giàu nè, mình chạy đi mình thấy nhà ở đây bự 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 ha, yên tĩnh, nhà bự không à. Mình thì chỉ cần cái nhà chừng 2.000 square feet thôi. Rồi có một cái vườn chừng 10.000 square feet thôi là mình trồng cây được rồi. Còn mấy cái nhà ở đây nó bự chà bá, nó cũng rất là mắc tiền. Nhà bự quá dọn mệt. Mình không mua được, mình nói vậy chứ an ủi. Hi hi. Mà biết đâu bữa nào trúng số mua được tới 1 chục cái lận luôn á. Ha, mỗi số hoài chưa tới số. Hi hi. Chuyến này đi từ miền Bắc California xuống miền Nam California, ghé trạm xăng nào cũng mua. Take the next left onto South Peck Drive. Chúng ba mai nữa đó. Thảo thấy không có lạnh lắm, đổi cái áo cho mát một chút đi, cái áo kia nó nóng quá. Điệu. Take the next right onto Wilshire Boulevard, then use the second from the left lane to ông turn xã kêu quay chiếc xe màu đỏ đó, xe cổ đó, rồi ông dí theo. Ông biết mấy cái xe cổ. Dí theo mấy chiếc xe thì tới đèn đỏ rồi, bà khỏi cần dí, xe cũng ngừng lại kìa. Hai vợ chồng mắc cười. Ủa mình cũng quẹo theo nó luôn ha. Hi hi. Cái xe nhỏ nhỏ dễ thương ha. Ông xã nói thấy mấy cái tiệm chưa, thấy giàu chưa, thì cũng là mấy cái building thôi, mình đi mình cũng thấy hoài. Thấy đẹp đó, Versace. À mấy cái mall này đẹp nè, đẹp hú hồn luôn. Cũng chở đi quay phim cho bà con cô bác coi. Ở bên kia LV kìa, LV. Rồi bên bên Burberry này không biết luôn. nhiều quá đẹp quá ha. Đi này quay cho bà con cô bác coi, thì mình đi vô mấy này á không có đông, tại vì khu này giàu mà, ai có tiền rồi đi vô đây thì shopping. Gucci nè, ồ đẹp quá ha. Dior. Có nhiều hãng hiệu lắm, mình không xài nên mình không có rành á. Ông xã nói bên phải là chà neo. Đây, qua chưa? LV nữa. LV có 2 tiệm luôn hả? Trời ơi, nó đẹp quá trời luôn. Bên đây có mấy cái nhà cất kiểu cũng đẹp nữa. Hiểu không? Grab.
Alexander Queen. Rồi gì nữa? Celine. Quẹo lại nữa hả? Hết chưa? Mấy cái cây mà người ta tỉa cũng đẹp luôn nữa nè. Cái gì ở đây cũng đẹp hết trơn vậy. Thì lâu lâu mình đi tới khu nhà giàu, cái quay phim cho bà con cô bác coi ha. Cuộc sống thì mình đủ ăn là được, mình cảm thấy vui vẻ hạnh phúc là được. Còn mỗi người có một cái số phận. Nhiều khi á, người ta làm công đức nhiều nên kiếp này người ta dư giả người ta hưởng. Còn mình giờ mình chưa có được nhiều vậy thì mình làm công đức đi, cái kiếp sau mình được mình hưởng. Tại Thảo nói với ông xã đó, đi quay cái gì mới mới cho bà con cô bác coi, nên ông xã chở đi quay chỗ này nè. Chứ mấy cái này thì mình đi vô chỗ này á là mấy cái mặt hàng xa xỉ, mình dư giả mình mới mua, mình xài ha. Đi coi chớ vui cũng được, tại đẹp mà. À, giống như là mấy khu này là nhà giàu không à. Mấy cái hiệu đó người ta có vô người ta mua vài ngàn đô, mấy chục ngàn đô một cái. Còn mình có khi cả năm mình mới dư được vài ngàn đô, mấy chục ngàn đô. Đó, mình mua một cái mình làm mình cài năm luôn. Giờ ông xã kêu chạy ngược lại quay, mà đi ngược lại á thì nó lại ngược sáng, ngược nắng á. Gửi quay sơ sơ cho bà con cô bác thấy ha. Nhiều hiệu lắm, Thảo không có đọc kịp á. Xe vô vô mà sao nó kịp á. Xe nữa hả? Ông xã thì tối ngày kiếm xe đẹp cho Thảo quay. Thì hai vợ chồng đi chủ yếu là cho con trai nữa đi nhìn cho biết. Nhớ, thấy không con? Cái khu này nhà giàu á nhớ. Chỉ cho nhỏ biết nếu mà mình muốn có mấy thứ này thì mình phải làm việc. Nhỏ đi học, học rồi học giỏi á, cỡ như ông gì làm ra xe Tesla, Vincent. Ông đó tên gì? Ông gì làm ra xe Tesla đó? Hả? Elon Musk hả? À, cỡ như ông đó thì mấy cái này là nhỏ xíu. Còn cỡ như mình là mấy cái này nó mắc quá. Thì đi quay cho bà con cô bác coi vậy đó. Cái này giống như phố đi bộ vậy nè, người ta đang đứng người ta đợi đi bộ đó ha. Cái hiệu gì mà có con cọp, con sư, con báo gì bự hả ba? Hiệu gì ta? Hiệu gì? Cartier. Làm như có đoàn du lịch ha, cái người ta dẫn đi du lịch đó ha. Cái này là dẫn đi du lịch nè. Đi nguyên đoàn vậy luôn á. Có người dẫn đi. Chắc ở nước khác tới ha, thành phố khác tới, mấy tiểu bang khác tới. Tại đây là ở miền Nam California có nhiều điểm du lịch lắm, có nhiều nơi để đi chơi. Mình đi xuống đây cỡ một tuần á, mình đi mỗi ngày luôn mới hết à. Còn khu Thảo sống ở đi Hollywood rồi, cảm ơn anh đẹp trai. Khu Thảo sống ở tên San Jose á, không có điểm du lịch, chỉ có khu dân cư ở với đồ ăn Việt Nam thôi, nên nhiều bà con á, ít đi lên chỗ khu Thảo sống lắm. Mà xuống đây nè, đi du lịch ở tất cả các nước đều tới đây, tới California tới đây. Còn nên lên miền Bắc California chỉ đi lên San Francisco thôi, cách chỗ nhà Thảo khoảng 1 tiếng lái xe đó, thì có khu du lịch mà không có nhộn nhịp bằng ở đây, không có lớn rộng lớn nhiều như dưới đây. Stefano Ricci là cái hiệu gì ông xã hả? Của Ý hả? Dolce là đồ chơi đó. Tao dịch giỡn thôi nha bà con. Cái gì bên đây là gì? Biết rồi, cái này là Louis Vuitton đó. Louis Vuitton. Burberry nè. Bên đây là Burberry.
nhìn người ta đi bộ thấy cũng vui ha. Giống như mình đi vậy nè, mình relax, giải trí á. Đi nhìn thấy mọi người, cuộc sống của mọi người á. Thảo thì 60 năm cuộc đời, cuộc đời có định sẵn ngày giờ rồi. Không có được nhiều như mọi người, nên cứ sống vui vẻ thoải mái. Làm điều tốt, có ích cho xã hội. Có ích cho bản thân là được. Ở trong đó hả? Đẹp không ông xã? À, đi bộ vô á hả? Quay vậy bà con thấy rồi, nãy cũng quay chỉ vô đó lâu lắm. Ông xã muốn quay kỹ kỹ nữa cho bà con coi. Vậy được ha bà con. Chắc đi vô trỏng cũng có mấy cái building rồi, mấy cái gian hàng buôn bán, mấy cái tiệm chứ. Nói gian hàng là không được, tiệm lớn. Sáng dậy sớm, gia đình Thảo hề 3 giờ Thảo dậy. À, làm xong công việc hết rồi, còn 4 giờ kêu ông xã với nhỏ dậy. Cái nằm máy cái lên xe chạy xuống miền Nam California nè. Nếu mình đi máy bay thì khoảng hơn tiếng chút. Đi máy bay xuống đây mình phải mướn xe, rồi mình chạy vòng vòng mình đi chơi. Dưới đây thì mình có thể đi Disneyland nè, rồi Universal Studio nè, phim trường đó. Rồi cái đi thêm 2 tiếng nữa tới Legoland. Rồi đi xuống ngay chỗ mấy cái cảng lớn, mấy cái biển đẹp tắm được. Mùa hè tắm được, mùa đông thì hơi lạnh lạnh chút, nhưng mà cũng ấm hơn là ở trên miền Bắc. Đó, có rất nhiều cảng biển lắm. Rồi đến khu của người Việt, có cuộc sống giống như bên Việt Nam luôn. Lido Sài Gòn cách đây khoảng tiếng lái xe nữa. Ở đây ở Los Angeles. Ở đây là mấy khu đẹp thôi. Mình đi du lịch là thường xuống đây, hạ cánh xuống đây. Tại ở đây á, nó lại liên kết với ở bên tiểu bang ở Nevada đó, có thành phố du lịch Las Vegas. Đi quay vòng rồi, giờ ông xã nói chạy ra ngoài Hollywood á, đại lộ Hollywood. Còn cái bên kia hồi nãy á là chỗ mấy nhà giàu ở. Thì nhà giàu thì có mấy diễn viên đồ đó ở bên khu đó. Beverly Hills. Để chạy vòng quay cho bà con cô bác coi rồi ha. À, giờ mình đi qua Hollywood nè. Coi chừng đổ nước nha con. Ở đây á, cái nhà thờ cũng đẹp nữa. Trang trí đẹp lắm, cái kiểu cách cất cái nhà thờ cũng đẹp nữa. Những cái công trình kiến trúc nó có trật tự nè, đẹp. Đâu ra đó. Đường phố thì sạch sẽ ngăn nắp. Khu du lịch nổi tiếng ở California. Bà con hỏi ở đây có tiếc không? Thì ở miền Nam California ấm, giống như Đà Lạt vậy đó. Mùa hè nóng lắm, trồng được cây nhiệt đới. Có mùa đông thì lạnh nữa. Xe màu đỏ nè. Nữa, ông thấy xe đẹp nữa, chạy nhanh vậy. Đó, chạy nhanh, khu nhà giàu mà xe nhiều đẹp lắm. Xe đó nhiêu thế? 500 ngàn đô đó. Khoảng 11 tỷ mấy ha, chiếc xe. Mua được cái nhà. Mình đi chơi vậy nè, cũng thấy vui ha. Chủ yếu là ngày lễ Tết đó, ở đây có những ngày nghỉ, cái cho gia đình đi nghỉ mệt, nghỉ dưỡng. Tại vì cuộc sống ở Mỹ nó rất là buồn, nó không có vui nhiều đâu. Đi làm cái về nhà ha, không có nhiều quán cà phê, quán nhậu đồ. Ít có, ở khu Việt Nam cũng có mà ít. Đó, ít. Rồi tới mấy ngày dịp lễ đồ nè, cái mình đi chơi. Mình đi chơi giải trí. Gia đình đi chơi giải trí. Rồi sẵn quay phim cho bà con cô bác coi, biết cuộc sống của người Việt ở hải ngoại luôn. Thảo thì ở đây được nhiêu ta, cũng gần 20 năm. Còn ông xã thì một số năm đáng kể, là cũng gần 40 mấy 50 năm. Đó.
lâu lâu hơi bị lâu. Nên ổng rành đường đây lắm, cần Thảo ổng chở đi đâu Thảo hay chỗ đó. Cũng trước khi đi cũng có tìm hiểu chút đỉnh rồi nói cho bà con cô bác biết trong cái hiểu biết của mình thôi, cái cho bà con coi để biết về cuộc sống của người Việt ha, ở tiểu bang mà đông đông người Việt nhất ở nước Mỹ luôn, cũng như nhất trên thế giới luôn, mấy người Việt hải ngoại á đó. Đó cũng có mấy cái anh giao hàng á, chạy chiếc xe nhỏ nhỏ giống xe quýt ba hồi xưa ha, ở Việt Nam Thảo hay thấy dùng quýt ba. Ở đâu cũng vậy, có người giàu, người chưa giàu. Mình trong dạng chưa giàu. Thì miễn mình vui được à, quan trọng là mình thấy hạnh phúc hay không, mình đủ ăn được, dư chút đỉnh rồi vui là được. Nhiều khi người giàu cũng khóc á, cũng không phải sướng đâu, mệt lắm, giữ tiền cũng nhức đầu lắm. Mấy cái đèn này chắc hồi bữa Giáng sinh tới Tết ta còn treo nè ha. Ở đây á, Giáng sinh là từ ngày Giáng sinh là tiệc tùng, đi du lịch, cuộc sống thư giãn cuối năm, rồi với đầu năm là bắt đầu đi làm lại, rồi đợi 365 ngày nữa rồi đi chơi tiếp. Rồi giờ đi chơi về là đi làm. Đường phố cây cối đồ người ta tỉa sạch ha. Giờ mình đi khoảng 7 phút nữa thì tới cái đại lộ danh vọng. Thì đi xuống chỗ đường Hollywood đó, mình kiếm chỗ đậu xe ha. Mấy cái nhà trên núi đó chắc mắc dữ lắm ha. Take the next right onto Hollywood Boulevard. Hình sao mình quay được cái bảng Hollywood? Chắc bên mé mặt bên kia thôi ông xã. Phải. À. Nhà có nhiêu cái bà? Nhiều không? Nhiều triệu ha? Nhiều triệu đô ha? Ừ, nói vậy đi, nhiều triệu đô là. Đó là cuộc sống của giới thượng lưu. Mày muốn lên chở không? Thôi, lên chở anh chi? Mình chạy đây mình quay phim bà con cô bác thấy được rồi. Rồi giờ mình quẹo xuống đại lộ danh vọng. Đầu năm mà sửa đường quá ha. Tới đại lộ danh vọng khúc này nè, có nhiều ngôi sao quá ha. Con đường dài lắm á. Rất là nhiều người được vinh danh ở đây. Thảo á, thì hay đi tìm tên của mấy cái diễn viên mà Thảo thích á. Tom Hanks, trai đẹp. Sao có cái nè, cái ngựa cái xuôi ai à, mình chụp được trai đẹp rồi thôi đủ rồi. Mình cũng không có coi phim nhiều nè, đi coi có tên quen không, tên quen mà mình biết không á, nhiều quá trời ha, biết bao nhiêu ngôi sao ở trên con đường này luôn, những người có tầm ảnh hưởng, có ích cho nghệ thuật thứ bảy thì sẽ có ngôi sao trên đây. Hồi lúc mới qua Mỹ á, ông xã cũng dẫn tới đây, mà bữa nay gần 20 năm rồi đó, thì đi tới đây lúc nào cũng thấy du khách đông vậy hết. Vòng vòng ở đây nè, có mấy cái shopping mall lớn lắm. Cái mình vô mấy shopping mall đó, vừa có ngay chỗ ăn uống,
chỗ mua sắm, giải trí. Rồi dọc dọc ở đây cũng có nhiều chỗ bán quà lưu niệm nữa. Rồi mình muốn đi mà không mỏi chân á, thì có mấy cái xe bus 2 tầng á, chạy vòng vòng nhìn đường phố, nhìn mọi người đi tham quan du lịch cũng vui. Rồi băng qua đường, đang băng qua đường. Băng qua đường. Ok. Đó, chị đẹp cũng tự selfie luôn. Rồi mình đi tới đâu rồi nè. Anh đẹp trai nói là mình cứ đi đi, rồi anh đẹp trai rước. Ừ, tới đây rồi. Anh đẹp trai nói ngay chỗ, đi tới ngay chỗ rạp hát á. Mình đang tới cái hotel gì nè. Đó, cái hotel ngay đại lộ danh vọng luôn. Chuyến này á, gia đình Thảo đi vội vã, có 2 ngày à, nên không có ghé từng điểm cụ thể quay được, tại vì phải đi nhiều nơi á, gấp đó bà con cô bác, nên quay cảnh ở Hollywood với nhiều du khách tham quan cho bà con cô bác coi đợt này ha. Đợt sau có dịp nữa thì đi tới từng điểm cụ thể, từng khu du lịch cụ thể quay cho bà con cô bác coi sao ha. Bản Hollywood bản kia. Ờ, ông xã kêu đi qua anh đó, quay được cái bản Hollywood gì, cái chỗ nhà hát nè, chỗ này là lúc trước hay ngừng để quay phim. Ông xã còn đòi quẹo qua cái nhà hát để đứng quay được mấy cái chỗ mà nhìn lên cái đồi có chữ Hollywood đó cho bà con cô bác coi. Ông nhiều chuyện hết sức. Bữa nay Thảo đăng video tới đây ha. Mến chúc cô chú anh chị và các em những ngày cuối năm bình an, nhiều sức khỏe, làm ăn thuận lợi để đón Tết vui vẻ, hạnh phúc nha. Tạm biệt cô chú anh chị và các em.